thì sẽ bao gồm việc phải giải đều lên 5 thứ này và sau đó sẽ được đưa vào trong phòng lạnh. Vẫn nhịp nhàng, đều đặn như hơi thở của thiếu nữ vùng sơn cước. Hàng chục năm qua, cùng việc sống gắn bó với thiên nhiên, tận dụng sự chủ phú mà tạo hóa ban tặng cho đất đai, khí hậu đã khiến cuộc sống của người dân lao động nơi đây có cơ hội thay đổi. Kỳ diệu thật, chính do sức mạnh con người, những búp chè xanh ở đất cao nguyên xa xôi này đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước và thương hiệu chè Mộc Châu đã nức tiếng trên thế giới. Và hình ảnh về một Mộc Châu xanh đang dần được hiện rõ. Những con đường dài nối nhau đưa chúng tôi đi qua những quả dốc. Hai bên đường những cây mận cuối mùa vẫn trào quả sai chĩu. Mận thật này. Ôi mận thật ạ. Mình nhìn từ xa mình cứ tưởng quả gì. Sao cuối mùa mận mà vẫn nhiều như thế này nhỉ? Ở trong vườn có khi còn nhiều hơn ấy. Ôi mà mận ở đây nhìn đẹp quá. Để trồng được mận mà có thể thu hoạch được thì mình mất phải bao lâu ạ? Bắt đầu trồng 3 năm. 3 năm? Mùa mận là mùa chính đấy. À, thu nhập chính của các bác ấy ạ? Chính. À thế ạ, thế mỗi mùa thu hoạch như thế này? À, mỗi mùa thu hoạch như thế này thì mình thu nhập được khoảng bao nhiêu ạ? Nói chung là nhiều thì 400-500 triệu. Bình thường thì khoảng 200. 400-500 triệu ạ? Khoảng 200. Đến mùa mận cháu xin về đây làm thêm một được không ạ? Nếu mùa hoa mận, Mộc Châu có những cánh đồng hoa mận rạng rỡ tinh tươm, thì đến mùa thu hoạch, cây mận đã thực sự cho thấy lợi ích kinh tế to lớn của nó. Sơn La là tỉnh có sản lượng mận hậu lớn nhất miền Tây Bắc. Sau những tháng năm thăng trầm do khí hậu lại thiếu thốn đầu ra, thì ngày nay cây mận hậu đã trả lại niềm vui cho người nông dân bởi tính ổn định của nó đã được đảm bảo. Người mua mận là những tiểu thương đến từ nhiều vùng khác nhau. Họ thường đổ buôn và mua về với số lượng lớn. Đó cũng chính là lý do họ vẫn tiếp tục kiên trì giữ lại thứ nghề được coi là đặc sản của đất cao nguyên. Và niềm vui vẫn hiện rõ trên nét mặt họ mỗi khi mận vào mùa thu hoạch. Đến với Mộc Châu vào mùa này, dù đã là cuối mùa mận rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể thấy được những người nông dân đang cố gắng thu hoạch những mẻ mận cuối cùng. Vâng, và chính nhờ khí hậu mát lạnh nơi đây đã tạo điều kiện cho những loại cây ưa lạnh như là mận và đào phát triển. Và những loại cây này đã cho trái rất là to và ngon nữa. Chính việc cho trái rất là to và ngon và có những cái đặc sản rất là đặc biệt của Mộc Châu mà ở đây rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp. Chúng tôi cũng không quên chọn cho mình những quả mận ngọt ngào, to tròn về làm quà để giới thiệu chút duyên thầm của đất vùng cao với bạn bè miền xuôi. Khi núi đồi vén lớp sương bạc, chúng tôi bắt đầu một ngày mới của mình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi sâu khám phá những loại hình kinh tế, làm nên diện mạo nông nghiệp của một vùng đất, đặc biệt là vùng đất xa xôi như Mộc Châu. Chăn nuôi bò sữa, trồng chè hay thu hoạch những vườn mận ngọt chưa phải là tất cả sự kỳ thú mà chuyến đi mới mẻ này đem lại. Vượt qua những chiếc cầu tre và giữa những con suối bạc, có chút run run, háo hức, chúng tôi đến với vườn lan lớn nhất Mộc Châu. Vườn lan Mộc Châu giờ đã qua mùa thu hoạch, những cây lan đã được mang khắp mọi miền đất nước, người ta lại tiếp tục vun vào những mẻ lan mới.
vẫn một màu xanh quen thuộc trải dài dưới ngôi nhà trồng đủ thứ lan, vẫn còn sót lại những cây hoa đặc biệt. Chúng tôi mải miết với những nhánh lan rừng còn sót lại trong vườn. Đến với Mộc Châu thì bên cạnh những vườn cây ăn trái thì các bạn có thể có một lựa chọn khác là tới thăm những vườn hoa lan và để chọn cho mình một giò lan ưng ý. Hết vụ cũng là dịp để người trồng lan thử nghiệm những phương pháp mới bên cạnh những công đoạn làm truyền thống, vừa để kiểm tra độ thích nghi của cây, vừa để tìm kiếm những giống lan mới. Ê, cái này lạ không? Ừ. Đây nghe nói là đất sét. Đất sét đấy hả? Ừ. Chắc phết nhỉ, mà khô nữa. Biết để làm gì? Ừ. Nghe nói là đối với những loại lan mà nó chưa ra hoa như thế này thì còn nhỏ thì người ta vẫn hay thử nghiệm một số loại đất khác nhau. Ừ. Có lẽ đất sét cũng là một loại đất thử nghiệm như kiểu trồng hoa thôi.